Xin chào anh chị, hiện tại tôi đang đứng ở đây là sát cụm công nghiệp của xã Tiến Hưng thuộc thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước anh chị ha. Đây ạ, bỏ cái vườn của nhà anh này đi, là cái bên đó là đất của cụm công nghiệp Tân Tiến 1, Tân Tiến 2, Tiến Hưng 1, Tiến Hưng 2. Thì cái chủ Thành Phương ấy, người ta vừa rồi người ta quy hoạch là tận đến là 3 cụm công nghiệp. Đó là cụm công nghiệp Tiến Hưng 1, Tiến Hưng 2 là trước mặt anh chị đang nhìn thấy đây. Thứ hai nữa là cụm công nghiệp bên kia. Đó, qua cái lùm cao su bên đó là cụm công nghiệp Tân Phú. Rồi dưới chợ Đồng Phú thì người ta xã Tân Tiến thì người ta quy hoạch thêm một cụm nữa, đó là cụm công nghiệp Tân Tiến 1, Tân Tiến 2. Thì thường thường anh chị hay xem video của tôi hay nhắc tới cụm công nghiệp Tân Tiến 1, Tân Tiến 2 thì nó thuộc là dưới xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú. Còn cái vị trí tôi đang đứng ở đây là cái video đầu tiên tôi làm là sát cái cụm công nghiệp Tiến Hưng 1, 2 là đây anh chị ha. Đó, cái cụm công nghiệp Tiến Hưng 1, 2 này thì có diện tích cũng khoảng 200-300 hết đấy, anh chị ha. Nhưng mà nó lại ở đây nó lại hai cụm, là cụm Tiến Hưng, cụm công nghiệp Tiến Hưng và cụm công nghiệp Tân Phú anh chị ha. Đấy, nghĩa là cái vị trí tôi đang đứng ở đây nằm giữa hai cụm công nghiệp. Đó anh chị nhé, ở ngoài kia là đường DH507. Thì từ vị trí tôi đang đứng ở đây ra ngoài đường liên huyện DH507 thì chắc mấy trăm mét thôi, chắc khoảng chừng 300 mét thôi, khoảng đó. Và đi theo lối này là đường Hải Thượng Lãn Ông. Cái đường Hải Thượng Lãn Ông này, cái đường đấu nối từ quốc lộ 14 chỗ cổng bệnh viện tỉnh của chúng ta bây giờ ấy, là đi thẳng ra ngoài siêu thị Co-op huyện Đồng Phú luôn. Nghĩa là cái đường Hải Thượng Lãn Ông này sau này là một con đường thẳng để cho những anh chị mà đi ở quốc lộ 14 mà muốn xuống huyện Đồng Phú đi thông qua đường Hải Thượng Lãn Ông này cho nó nhanh và trung chuyển bệnh nhân cũng nhanh anh chị ha. Thì ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho anh chị một không phải là một nữa là mà 6 cuốn sổ, 6 sào đất. Người ta đã tách thành 6 sào rồi, 6 sào 6 sổ anh chị ha. Làm lọt giữa hai cụm công nghiệp, đó là cụm công nghiệp Tân Tiến, Tiến Hưng 1 và Tân Phú anh chị ha. Là cái miếng này. Đây nó bắt đầu từ đây. Nó bắt đầu từ đây thì một sào người ta tách là 520 nhân 50, bắt đầu từ đây ạ. 20 này. Đó, nhân 50 và sâu hết đất nhá, hết đất là 50. Thì ông chủ này ông bán như này nhá, một là anh chị mua hết 6 sào, hai là ông chỉ bán một sào thôi. Anh chị ha. Đấy, tôi phải chia sẻ cho nó chi tiết như vậy. Thế thì bây giờ tôi sẽ chạy xe từ đây ra ngoài cuối đất anh chị nhá. Tôi nhắc lại một lần nữa nhá, đây là 6 sào này. 6 sào đã tách sổ riêng thành từng sào rồi. Mỗi sào là ngang 20, sâu 50. Thì có bán lẻ một sào một hoặc là bán hết anh chị nhá. Còn cái giá bán thì tôi cũng chia sẻ luôn là 2 tỷ 1 trên một sào, 2 tỷ 1 trên một sào anh chị nhá. Đó. Đó. Sát cụm công nghiệp Tân Tiến Hưng 1 và thằng cụm công nghiệp Tân Phú. Vừa tôi quên tôi chia sẻ anh chị ha. Qua cái vườn điều này kia có mấy cái hộ dân dưới đấy ạ. Qua vườn nèo này sang cái hộ dân bên đó là khu công nghiệp Bắc Đồng Phú rồi. Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú rồi anh chị ha. Cái vị trí tôi đang đứng ở đây rất là gần khu công nghiệp Bắc Đồng Phú luôn này anh chị ha. Rồi DT741, rồi DH507, bệnh viện Hoàn Mỹ luôn. Đất này thuộc của thành phố Đồng Xoài anh chị nhá. Rồi, bây giờ mình đi từ đây. Hiện nay thành phố Đồng Xoài của chúng ta mới ra cái quyết định mới anh chị ha, là cấm phân lô tách thửa đất nông nghiệp anh chị nhá. Cấm phân lô tách thửa đất nông nghiệp nghĩa là sau này anh chị muốn mua đất xào nó không có đâu, chắc chắn là không có. Đó, còn cái khu này người ta đã tách sẵn rồi này, tách hết rồi. Đó. Đây, đó, người ta cắm cọc này nhá. Đấy, cọc này. Đó. Đó đi thẳng vào bên kia cứ 20 50. Đó. Đó. Cái khu nghiệp nó nằm như này này. Khu nghiệp nó nằm xéo qua cái vườn trái cây đó. Đó. Đó là tới khu công nghiệp Bắc Đồng Phú DT741 cũng như là bệnh viện Hoàn Mỹ anh chị nhá. Đó. Ở đây thì gần lắm rồi, tí là tôi chạy ra đường thôi cho anh chị xem. Anh chị ha. Đó, đến đây là hết đất này. Đến đây là hết đất anh chị ha. Cứ đi thẳng con đường này, con đường này đường hiển thị anh chị nhá. Đi xuống hồ Bằng Mụ, khu du lịch đảo Yến Sơn Hà đấy, rồi đi sang cụm công nghiệp Tân Phú như vừa tôi nói. Đây, đâu nhỉ? Đây, đây anh chị nhìn này, cái cột sắt này, đó, cái cột sắt đó, cột sắt đó ngang 20, sâu vào trong kia là 50 là đường một sào. Anh chị muốn mua một sào thì ông bán một sào, 2 tỷ 1 một sào. Còn không thì ông bán hết chứ ông không bán 3 sào 4 sào đâu anh chị nhá.
Đó, một là mình mua hết một sào. À xin lỗi, mình chỉ mua một sào. À, ngang 20, sâu 50. Hai là phải mua hết 6 sào này. 6 sào này. Còn bên này chắc ông bán hết rồi anh chị ạ. Đó, anh chị nhá. Đấy. Ấp 7, xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước nhá. Xã Tiến Hưng là một xã cửa ngõ của thành phố Đồng Xoài. Nó có bệnh viện Hoàn Mỹ này. Nó có là khu công nghiệp Đồng Xoài 3 này. Nó có khu đô thị Cát Tường Vũ Hưng, một khu đô thị rất là lớn, lớn nhất thành phố Đồng Xoài thời điểm hiện tại. Và nó có hai cụm công nghiệp, cụm công nghiệp Tân Phú và cụm công nghiệp Tiến Hưng 1, Tiến Hưng 2 anh chị nhá. Đó. Rồi, bây giờ thì mình chạy từ cuối đất ra đầu đất. Cách DT7 DH507, cách DH507 cách DH507 thì khoảng 300m thôi. Cách đường Hải Thượng Lãn Ông, đường bệnh viện tỉnh á, khoảng 200m thôi. Đó, khoảng đó, không biết có tới không nữa. Tôi nói 200m kéo xào quá nhỉ. Tí nó ra gặp cái mốc nó là biết liền. Đó. Rồi ra đi T41 khoảng 2 cây rưỡi bệnh viện Hoàn Mỹ. Rồi là khu nghiệp Bắc Đồng Phú, rất là gần, nó là thuộc đất Đồng Xoài rồi, nó gần lắm. Và lại tách sổ sẵn rồi anh chị ha. Quyết định mới ra ngày 22 tháng 3 này là không được phân lô tách đất nông nghiệp đâu. Đó, mình mà đã có sẵn như vậy rồi thì rất là tốt nhá. Anh chị nhá, bây giờ tôi quay ra ngoài này cho anh chị xem. Đó. Đây này, đất của cụm công nghiệp này anh chị nhìn này. Cụm công nghiệp là hôm bữa là anh chị thấy đài báo người ta quay phim chụp hình á, là khởi công cụm công nghiệp á, là nó khởi công nằm bên đó đó. Hôm bữa nằm bên đó đó anh chị ạ. Còn đây cột mốc nó này, cao su được cạo phá hết rồi, tới đây nó cắt hết anh chị nhá, cụm công nghiệp này. Đó. Rồi đi, giờ mình đi tiếp. Sát cụm công nghiệp luôn. Đây. Đường này ra đi DH507 này. Và lại đất đấy, cái mảng trắng trắng là 6 sao đấy nhá. Ngang 20 sâu 50 2.1 tỷ một lô là giá là tốt anh chị. Đấy, DH507 này 300m. Tôi nói 300m có xa quá, chắc không tới đâu. Đấy. Anh chị ha. Rồi, tôi xin phép tôi đậu xe đây đi. Đây, anh chị ra đường này là ra bệnh viện Hoàn Mỹ này, khu nghiệp Đồng Xoài 3 này, khu đô thị Cát Tường Phú Hưng, khu công nghiệp Bắc Đồng Phú. Đó, đi tàu 41. Còn mình quay lại đây đi Phú Giáo Bình Dương này. Đi thành phố Thủ Dầu Một được này. Đi quốc lộ 13 đi Trơn Thành anh chị nhá. Thì cái miếng đất vừa nãy tôi có chia sẻ là nó có 6 sào thì nó ai mua lẻ thì nó chỉ bán một sào thôi, chứ không bán 3 4 sào đâu anh chị nhá. Hai là mua hết 2.1 tỷ một sào, ngang 20 sâu 50. Thuộc ấp 7, xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước anh chị nhá. Cách DH507 này khoảng 300m đấy. Thì anh chị có nhu cầu quan tâm đầu tư ở trên thành phố Đồng Xoài mà mua đất xào như vậy thì cứ liên hệ qua cho chúng tôi thông qua số điện thoại là 0918645130 hoặc 0271373 7968 anh chị nhá. Ngoài ra anh chị cũng có thể truy cập vào website công ty chúng tôi là cvtland.com để lựa chọn tìm kiếm thêm những sản phẩm phù hợp với túi tiền cũng như là mục đích sử dụng đất của mình anh chị ha. Một lần nữa cảm ơn anh chị đã xem video và nhớ ấn chuông đăng ký kênh của CVT Land để nhận được những video mới từ công ty chúng tôi. Xin cảm ơn.